Hồng Trinh rất vui được gặp lại quý vị trên kênh của Trinh. Tối hôm trước thì quý vị đã đến với tập 1 của bộ truyện Người dân các họ của nhà văn Kim Hài. Tối nay tôi xin mời quý vị cùng tiếp tục đến với bộ truyện này qua tập 2 và cũng là tập cuối quý vị nhé. Không để quý vị đợi lâu, ngay bây giờ tôi xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 2 bộ truyện Người dân các họ của nhà văn Kim Hài. Truyện được phát trên kênh của Trinh. Chiếc ghe chở thầy bảy đi xa qua khỏi khúc quẹo Thạnh đứng nhìn theo rưng rưng Con bông đã đi học từ lúc nào Thạnh không biết mình làm gì hết Thạnh quay trở vào nhà Và ngồi mỏng mắt Sau hè nhìn về phía trường học Đến quá trưa Lúc con nước rộng rọc bắp mé Chân cầu gián Thạnh mới đem gạo ra ngoài bến Do và nấu cơm ăn Ngôi nhà im lặng lạ lùng Hàng dừa già dạ trước ngõ xào sạc lá chạm nhau Mặt trời bị che khuất, dại xuống mặt sông con, nắng hanh mờ. Thành soi mặt xuống mặt nước sông bập bền. Bóng một đứa bé trai mặt mày hốc hát, đôi mắt buồn rầu, một mình. Da gạo trên dơ nửa lừng, hát cái bóng tròn đen như người bạn độc nhất đứng cạnh. Thành cảm thấy mình chơi dơ vô cùng, nước mắt từ đâu dâng lên thật nhanh. Ra gạo rơi xuống dáng cầu, và Thành gục đầu, nấc lên. Mẹ ơi, nhưng rồi cũng đến ngày thầy Bảy về nhà Thành nghỉ học hơn một tháng để bới sách cơm cháo Thầy Bảy trở về nhưng trở về với sự mất mát lớn lao Một cánh tay bị cưa lên gần dai vết thương nhiễm độc để lâu thối đến tận xương không chữa chạy gì được Vì vậy các bác sĩ đã quyết định cắt phần cánh tay đã trở thành vô dụng Chỗ bị cắt bây giờ đã nhăn dấm lại đỏ hồng đó là chưa cắt chỉ, chưa chừng vài tháng nó đóng sẹo thăm lại. Anh Năm nói thầy Bảy như vậy khi đưa thầy về nhà. Bà con lối xóm đến thăm thầy nượm nợp. Họ nhìn trầm trồ bàn tán vết thương về cánh tay cục và tỏ ý núi tiếc. Giá thầy lên chợ sớm thì còn cánh tay. như câu nói lời bạn cùng với vết thương hiện diện. Sự mất mát hoàn toàn một phần thân thể là vết thương sâu khác trong lòng thầy Bảy người đến thăm về rồi quên nhưng thầy bảy không quên được càng không quên thầy càng đâm ra tức bực giận dữ lẽ tất nhiên cần tức dồn lên đầu thằng thạnh bởi nó là người đã gây ra mọi việc thầy bảy cho là như vậy nếu đêm hôm đó thầy bảy không đi nếu không có thằng thạnh nếu không có cái nhìn ai oán làm thầy nhớ lại hình ảnh xa xôi của má thằng thạnh nếu không thì thầy làm sao mà bị lạc đạn như thế được càng phân tích càng cảm dám những lý do dòng do đó thầy bảy đâm ra bực mình thù hằn nói thù hằn thì không đúng nhưng từ đó thằng thạnh bị chửi mắng nhiều hơn đã dậy nghề thuốc của thầy càng lúc càng ế khách hàng cánh tay còn lại không đủ sức để bươn bãi tìm thuốc quý ở các gian rừng thưa nhầy nhụa nhất là mùa mưa đến cảnh nhà do đấy túng thiếu hẳn ra Chiều hôm nay, thầy bảy bó gối trước hiên nhà, thằng Thạnh đi học chưa về, mặt nước sông sao động dị gió màu lục lờ lờ, đằng xa tích, một ít mây đen giận dũ, những lần chớp nhỏ dằn dện trên trời, thầy bảy lẩm nhẩm. Dòng rồi, canh tay bỗng trở đau nhất, thầy bóp rượu ngâm gừng suốt mấy ngày nay, nhưng vẫn không tránh được, mùi gừng cay xè, quãng đời về chiều buồn như chiều dông. Thầy mang mát thấy lòng oán hận một chuyện gì Lẫn lộn với nỗi buồn mênh mông Thầy lững thững ra nhìn con nước Rồi trở về nhà Nước rút Mà thằng nhỏ chưa chịu về đấu cơm nước Ăn với học Thầy thấy thề một điếu thuốc ấm Kẹp cái hộp quẹt vào hai ngón chân Thầy khó khăn đốt diêm bằng ngón tay còn lại Chút lửa bật ra Sáng rỡ Thầy rung rung đưa lên môi một cơn gió ào ạt à tới đom lửa tắt ngắm thầy tức bực dứt hộp diêm rỗng vào góc nhà trở ra giỏng diêm hết mà hôm qua lên chợ không chịu mua lấy gì mà nấu cơm lấy gì mà nấu nước càng nghĩ thầy bảy càng tức giận thầy lẩm nhẩm luôn miệng đồ vô dụng cây đồ vô dụng có tiếng chân thằng thành đi học trở về thoáng qua cửa thấy thầy bảy nằm ở giỏng thằng Thành đi ngã sau, dòng vô bếp. Trên tay Thành nặng chịu những chùm trà lạ cuối mùa vàng hạt. Thầy bậy tức giận đến đỏ mặt. Cái thằng quá lắm rồi, nó trốn mặt chứ. Để coi, thầy kêu to. Thành, lên tao biểu. Thành. Thành dạ một tiếng nhỏ, trở lên nhà. Mày mừng cái gì đó, đưa đây tao coi. Dạ, cha, cha là. Cha là, mắt thầy bảy lòng lên tay ao rỗng bên cánh tay cục dung dẫy thầy gắt giọng Thành, chà là có thế cơm được không mày thành sợ hãi điệu này dám ăn roi lắm trí óc non nớt lựa lời dạ bị cô giáo bắt ở lại chép cho hết bài còn chà là tụi nó hái rồi ra chơi cho con thầy bảy càng lúc càng giận dữ học dây hành cái ngữ mày mà học dây hành tao què cục đâu có nuôi cơm cho mày để mày đi chơi đang đứng với bạn bè mất dậy cây lũ trâu bò dạ mà con đi học đi học thầy bảy rít lại giữa hai hàm răng tiện tay thầy giới chiếc ly con để trên gián bằng sức lực trên cánh tay còn lại thầy dứt thẳng vào thạnh tội nghiệp thằng bé cúi đầu tránh như không kịp chiếc ly dở gầy một mảnh cứa ngang lỗ tai xót buốt thằng thạnh la lên một tiếng kinh hoàng khi thấy máu đỏ nhỏ giọt từ chỗ đau nước mắt rơi như mưa thạnh ôm đầu chạy xuống bếp trên nhà thầy bảy tiếp tục chửi mắng thằng thạnh thậm tệ có chuyện chi vậy thầy bảy thạnh im tiếng khóc lắng tai nghe giọng bà mụ năm thầy bảy ngưng ngay câu chửi mắng nửa chừng chào bà mụ năm nhưng giọng còn cứng vì cơn giận chưa lắng có chuyện cho chị Mời chị ngồi Được Thầy để tôi Có má con bông nữa Đang cột ghê ở ngoài chỉ vô bây giờ Sao Thầy mạnh giỏi chứ Cắt chỉ rồi phải không Thôi Vậy cũng may lắm Có phước lắm Mình ăn hiền ở lành Trời cũng thương Dạ Ủa chị tư má con bông kìa Ngó bộ chị chịu thuốc rồi Xin xong vậy Thay đỏ da đỏ thịt Má con bông tất cả vô nhà Tay ôm một gói lớn Bữa nay đi chợ, ghé qua thăm thầy Bảy. Tôi nhớ ơn thầy lắm. Không có tôi, thầy đâu có ra cái nông nổi này. Tôi có mấy hộp sữa con chim, thầy dùng đỡ buổi sáng. Ủa, mà thằng Thạnh đâu rồi thầy Bảy? Thằng nhỏ cũng hiền ghê. Má còn bồng từ xưa vẫn được tiếng là lắm lời. Bà nói một thôi một hồi không hết chuyện. Thầy Bảy nghe nhắc đến thằng Thạnh thì cơn tức giận nổi lên. Nhưng thầy ráng rằng nói qua quýt. Thôi đi chị ơi. Nuôi nó tôi chẳng được cái ít lợi gì hết Miếng cơm miếng nước đỡ đần được chút ít á, Thì cũng hao hơi rác cổ Có bao giờ thì nói nó nghe Mà cũng phải Người dân nước lã Họ hàng gì Nuôi như nuôi ông Ông còn lấy được mật Chứ thằng Thạnh mật đâu mà lấy Còn chuốt hỏa vô người Thầy Bảy ám chỉ cánh tay đã mất Má con bồng cũng biết ý Bà mụ năm thì khác Bà hòa đồng ngay với thầy Bảy Thằng nhỏ trong cũng lanh lợi ghê Có điều nuôi người dân trong nhà mệt lắm thầy ơi Nó ăn rồi nó phản Người xưa có câu Cứu giật giật trả ơn Cứu nhân nhân trả oán Đúng thiệt là đúng Như con mẹ hai môn đó Tự nhiên yên lành một thân một mình không chịu Nuôi đứa con nuôi Nó lớn nó nghe lời tụi ăn cướp Về dơ vét hết gia tài Có nước ngồi mà khóc chứ làm gì Má con bông cạt ngang Đồ vô ơn vô học, chứ thằng Thạnh có học hành mà. Tôi biết nó, ngó dạy chơi, cũng biết lễ phép lắm, biết kính người trên kẻ dưới lắm. Với lại mẹ thằng Thạnh quen biết với thầy Bảy đây mà. Hình như thầy Bảy không mấy hài lòng về câu nói của bà Tư mẹ con bông Bà Tư biết dạy lãng sang chuyện khác. Thầy có hay biết điều chi không? Trời ơi, tôi đào rệp mạng mấy tháng nay, còn biết đến cái chuyện gì, mà có chuyện gì hả chị? Hàng xóm họ bàn ra bàn vô cả tháng rồi Mà thầy không biết gì ráo trọi Mụ nam hớt ngang Nói quách cho thầy bảy biết chuyện cho rồi đàn xóm có thằng cha tự xưng lại thầy thuốc Đến miệt mình lập nghiệp đó mà Thầy bảy lặng người một giây Thằng cha nào vậy Ai dám tới đây múa rượu qua mắt thầy Thầy là thầy thuốc lâu năm nhất xóm Thầy rành rẽ bệnh trạng từng người một trong dùng Dân dụng ai mà tin cho được thằng cha cha căn chú kiết ba giờ nào đó trong khi thầy đang miên man với bao ý nghĩ bà tư cứ điều điều nói về người lạ mặt thằng chả mua lại miếng đất cất nhà chỗ bà hai cơ má thằng thạnh ở trước đó thoạt đầu ai cũng nghi ngờ thằng chả là thứ này thứ nọ nhưng mặt mũi cũng dễ coi không thấy vợ con gì ráo thằng chả treo cây bảng ở trước cửa đề chữ y tá màu đỏ giống y như ở đàn chợ vậy đó thằng chả lại có cái tủ gương nhỏ để đầy mấy cái hộp toàn chữ không à? Thầy Bảy bừng bừng tức giận, mới nghe thầy cũng đã cảm thấy ghét cây ghét đắng thằng cha y tá chưa quen, mà nó tới đây làm chi hả? Thầy buộc miệng, tầm ruồng, cây ngữ thuốc men đó, có ngày bà con chết hết, để coi, chữa cho dân miệt giường này dài lần á, là bị đuổi chạy dài cho coi, Thứ đồ lường gạt thiên hạ. Mụ năm dây dưa, Thiệt tôi chẳng tin ai ngoài thầy đây Mấy chục năm nay Không có thầy Bảy thì Thầy Bảy được vuốt ve sung sướng Nhưng cũng nói dúng Tôi già rồi chị à Tre già để cho măng mọc Nhưng cũng nên coi chừng cái tuổi lường gạt bà con Hết tiền mà tật mang đó Bà Tư chợt nhớ một câu chuyện Dục nói Ừ mà cũng lạ Chắc thằng cha này là thầy thuốc thiệt thầy Bảy à Bữa hôm trước Tôi thấy cô giáo tới mua thuốc trị bệnh ở đó Có cả thầy thơ ký đằng quận Hôm trước về thăm nhà Mắt mưa cũng qua đó Ngài nói là để tiêm thuốc Có ngày thằng chả dám chiếm hết khách hàng của thầy Bảy quá Mặt thầy Bảy đanh lại Câu chuyện vừa kể chạm từ ái Thầy Bảy không thể tưởng tượng được Thầy thấy mình hết thời rồi Y tá Y tá là cái gì Kinh nghiệm thầy thuốc của thầy đáng lẽ Phải là bảo đảm chắc chắn chứ bộ Ngó bộ hai con mụ ngồi trước mắt thầy cũng thích thằng cha y tá nào đó hơn. Thầy có cảm tưởng như mình bị bạc ơn một cách trắng trợn. Hèn gì? Phải mà. Hèn gì suốt tháng nay con bệnh trốn thầy, chỉ lèo tèo giam ba người đau bụng, cảm nóng. Thầy tưởng là tất cả dân trong vùng đều mạnh khỏe hết. Chứ đâu có ngờ cái thằng cha nào đó chiếm hết khách hàng của thầy. Mà tức một cái là đâu phải dân dùng này. Phải dân dùng này á thì còn đỡ bề nào cũng bà con đàn này cha cần chú kiết ở đâu đến đây lập nghiệp thầy gằn giọng hỏi lần nữa để xác định thằng chả không phải là người ở miệt này nghe đâu thằng chá rạch giá một thân một mình nên lưu lạc đến dụng mình mãi cho đến khi bà mụ năm và mẹ con bông ra về thầy bảy mới dịu dịu được một chút mùi gạo mới từ dưới bếp đưa lên làm thầy đói bụng thầy bước xuống gián... cánh tay còn lại lần túi áo trong lấy ra bột thuốc hút nhưng mâm cơm đã dọn lên thầy xà dạo cầm lấy cái muỗng dôm xúc cơm đưa lên miệng thằng thạnh ngồi lặng lẽ anh đèn dầu hắt chiếc bóng hai bát cháo lên vách xong chén cơm thứ nhất thầy bảy đằng hắn giọng nói thạnh à mày có biết thằng chay tá ở bên sông không thằng thạnh lắc đầu nhanh dạ không thằng cha người rạch giá tới cất nhà chỗ nhà mày hồi trước đó sang mai mày nghỉ học ngày mai chủ nhật mà bác ừ ngày mai mày qua bển dòm thử tao thằng chá như thế nào cái cửa tiệm bán thuốc ra sao rồi về nói cho tao hay dạ nhớ nghe, sang mai đi chứ tao không nhắc lại đâu ừ mà quẹt đâu mà mày nhen lửa con mượn bác bình chương ba Thạnh đi qua đi lại hai ba lần trước căn nhà của người y tá lạ. Thỉnh thoảng, Thạnh bắt trước mấy đứa nhỏ, dừng lại ghé đầu vào cái tủ gương, chừng mấy cái hộp có chữ nhăn nhíu và soi bóng mình trong đó. Ngôi nhà này mới cất trên cái nền đất cũ nhà Thạnh ngày xưa. Thạnh mơ hồ như có cái gì quen thuộc vô cùng. Chỉ hiềm là mảnh giường sau nhà trống rỗng, trơ trội cái khạp nước lớn và cây mãng cầu xiêm độc nhất còn thấp lề tè. Tấm bản vẽ chữ đỏ với dấu thập tự cung màu đỏ, in hai hàng chữ, y tam mẫn, trị liệu và chích thuốc theo tòa bác sĩ. Thạnh liếc mắt vào trong nhà, qua bức mạnh mạnh bằng sợi ni lông xanh đỏ, thấp thoáng bóng một người đàn ông đang loay hoay bên cạnh những lọ nhỏ. Ủa, Thạnh? Thạnh quay người lại, con bông đi đâu vậy? tay cầm mấy gói nhỏ, đang lõ mắt nhìn Thạnh, Thạnh cười. Ừ, đi chơi. Đi chơi? Giỡn hả? Bộ rảnh lắm à? Mà sao đứng đây? Con bông nhìn vào trong nhà người y tá, rồi rụt đầu nói tiếp. Thầy y tá này mới tới đó, thầy mua đất cất nhà. Nếu thầy chịu làm giường á, thì giống nhà Thạnh như đúc. Thạnh hỏi dò. Ừ mà bông nè, cái ông này ổng có hay đi chích thuốc cho người ta không? Hồi đầu thì ế nhệ hà Nhưng may là đụng lúc thầy bảy già bị đau đó Nên rồi bà con cũng phải nhờ thầy Mấy hồi nãy ngó bộ đắt lắm Bộ thuốc của thầy hay lắm hả Còn bồng nhành nhẫu tỏ vẻ biết chuyện Trời ơi chích thuốc theo toa bác sĩ mà Không nghe cô nói là đau yếu thì nên đưa đi y tá hoặc bác sĩ sao? Thầy Bảy nhờ bác sĩ mới lành cánh tay đó. Hôm trước bà Năm lò thang đau gì đó Ông chích có một cây thuốc Mà ngồi dậy được liền hà Dốc Thiệt mà Không tin hỏi coi Đó Họ tới chích thuốc có thấy không Dài người che khăn Bước vào nhà của người y tá Bức màn gió dán lên Và trong một phút Thành thấy mặt người đàn ông Đã làm thầy bảy mất ăn mất ngủ Ông ta còn trẻ Tóc cúp cao đen lánh Quần áo sạch sẽ Miệng cười tươi chào khách những tiếng nói định bệnh có pha thêm những chữ lạ, giống như các âm địa danh mà Thành đã học ở sách địa lý dẫn ra. Thành lắng tai, thừ người. Về nhà bông chơi đi, bông làm hết cả bốn bài toán rồi. Thành làm xong chưa? Thành sực nhớ đến mấy bài toán khó, đâu có thì giờ nào để làm bài. Từ ngày thầy bảy bệnh, Thạnh lo đủ thứ chuyện, bận biểu không khi nào được yên thân để làm xong xuôi các bài tập. Ưa, ừ, để Thạnh về làm đã Thôi bông về trước đi Còn bông cắm đầu chạy về nhà Thạnh đứng ngơ ngẩn nhìn những hộp thuốc xanh đỏ đủ màu Ốc bần quờ Nghĩ đến những bài toán ngày mai Nè chú Cái giống gì mà chú đứng rình nhà tôi hoài vậy Lạ lắm hả Thạnh giật bắn người Người y tá đứng nhìn Thạnh Giọng nói thì hơi gây gắt Nhưng miệng ông ta lại mỉm cười bao dung Tự nhiên Thạnh thấy có cảm tình với người y tá này không thấy Thành nói năng gì người y tá mỉm cười lại gần hơn hỏi ủa sao không nói gì hết thành ấp úng bị thấy lạ tôi đứng coi thử người y tá lắc đầu không chú xem non nhà tôi cẩn thận lắm mà thành chối dài dạ đâu có mà bị bị hồi trước nhà tôi ở đây má tôi chết bán cốt nhà bây giờ thấy có nhà làm lại nên tôi đứng coi Thành thở ra khi thấy mình trớ đi được mà không gây nghi ngờ cho người y tá. Vậy hả? Cháu muốn vô nhà coi không? Bị ở có một mình nên làm hơi nhỏ. Ghét một chỗ là có cái nắp gì trục hỏng lên, định thuê thở phá. Chú em trước đây ở chắc biết, vô coi thử đi. Thạnh ngừng ngại một giây, nhưng để cho người y tá không nghi ngờ gì và tin tưởng Thành đã ở đây thật nên nó mạnh dạn bước vô nhà nhà chia làm hai gian gian trong gian ngoài tất cả ngăn nắp và thứ tự đây nè chỗ này nè thạnh nhìn kỹ rồi bật cười cái hầm đó mà thầy thầy y tá nhìn thạnh không hiểu thành giải thích hồi trước miệt này bắn nhau dữ lắm cứ bắn ở sông cũng lạc vô má tôi sợ nên mới làm hầm lúc đầu thì nói làm hầm ở ngoài sân nhưng nhà có hai mẹ con chạy hỏng kịp với lại sợ ma má tôi mới làm hầm gần giường chỗ này hồi xưa để giường đó nhưng sao lại trích cứng bị có lần nhà hàng xóm cháy chết thiêu mấy người ở dưới hầm họ làm hầm giữa nhà đó thầy má tôi sợ quá ra đầu hầm ở sau giường bít hầm này lại thầy y tá thở phào vậy mà tao cứ tưởng sợ quá thầy y tá nhìn thằng thạnh ông lại thắc mắc thôi lên nhà trên chơi mà ủa bây giờ chắc cháu ở với bà con hả gần đây không khi nào rảnh cứ ghé lại đây chơi Mà đừng có kêu là thầy y tá nữa Coi nó mất tự nhiên đi Cứ gọi là chú ba được rồi Chú thứ ba, nghe Dạ, thầy Chú ba, Thành tụm tỉm cười Giống chú ba người tàu bán quán quá à Thầy ba cười Ừ, mình người Việt mà Còn cái tuổi ba tàu Ai cũng kêu là chú ba hết Nghĩ cũng tức cười Thành nhìn lom khom những chai, kim, ống chích la liệt trên bàn Lạ lắm hả Dạ miệt này đâu có ai xài mấy thứ này Mấy đồ y cũ của người y tá đó mà Cho học ở đâu hả Ừ ráng học giỏi Thích học nghề này lên Sài Gòn học Thạnh nghe nói Sài Gòn Chợt sướng như mê đi Nếu Thạnh được học được chích thuốc Chắc oai lắm Chờ coi như thầy bảy Bà cây lá Lá nào như lá đó Ngó làm sao đâu Không tin tưởng được chút nào thành nhìn thầy ba y tá với con mắt khâm phục thầy đang rít một điếu thuốc lá cháu có muốn học chích thuốc không thành trố mắt tôi cháu mà học chích ừ ai học mà không được nè mà hỏi thiệt ở đây cháu có bà con gì không xin phép lại đây với chú cho vui cửa vui nhà buổi sáng đi học chữ rồi học giỏi á thì lên chợ học bổ túc thêm thành bỡ ngỡ nhìn thầy ba những điều thầy ba y tá nói là những điều mà Thành không bao giờ nghĩ đến. Bỏ thầy bảy để đi ở một chỗ khác sướng hơn, đỡ khổ hơn. Thành lắc đầu như để xua đuổi niềm ước muốn mới mọc mầm. Thành đưa mắt nhìn ra bến sông, bờ bên kia mịt mùng bởi nước. Những hàng dừa lá phất vơ quen thuộc, bỏ nếp sông cũ để tìm một hương sông mới. Bộ óc bé nhỏ của Thạnh chưa đủ sức để thử thách với sự thay đổi lớn lao đó. Thạnh thấy mình sợ sợ, Chịu không? Thạnh ngước nhìn thầy ba ấp úng. Dạ, để cháu coi thử. Bị... Rồi Thạnh đứng dậy bỏ về sau khi chào thầy ba thật nhanh. Ra khỏi nhà thầy ba y tá một khoảng, Thạnh dừng lại thở phào một hơi. Ngoái nhìn lại căn nhà mới, với tấm màn cửa xanh đỏ phớt phơ. Thạnh nghe lòng dâng lên một chút tiếc nuối bâng quơ. Về đến nhà, thầy bảy đã ngồi trực sẵn ở đầu cầu gián ghe chưa kịp cột thầy đã giọt miệng hỏi dồn sao mày thằng chả dạ hay trẻ thuốc men làm sao có đông khách không sao mày đi lâu quá trời vậy thành kể qua những gì thấy được ở nhà thầy ba y tá ngoại trừ việc thầy y tá quyến rũ thành ở lại với thầy nghe xong thầy bảy lẳng lặng vô nhà thành không nghe thầy nói gì nữa chập sau khi thành đang giặt đồ thì thấy thầy bảy mặc áo ra ghe Quán bà được nằm mấp mé ngay bên sông, một mái nhà đơn sơ lợp bằng những tàu dừa nước đã già. Bên trong chỏng chơ mấy xì đế, một hũ đậu phộng rang mặn nhỏ, mấy khô cá sặc treo lủng lẳng, một keo đựng củ kiệu trắng đòn nằm cạnh một lọ keo khác đựng tôm khô đỏ hồng. Cạnh chiếc bàn thấp ở ngay ngoài sân, hướng về phía bờ sông, thầy bảy già ngồi trầm ngâm bên chai rượu đế và khúc khô sặc thơm lừng mặt thầy đỏ ao gì hơi men, cánh tay áo bên trái lững lơ bay bay. Thầy uống rượu để quên hết sự đời, nhưng càng uống, thầy càng cảm thấy nỗi buồn như theo rượu ngắm vào tầng xương tủy. Mọi ngày vào giờ này, tiếng thầy đã oan oan ở bên kia sông để chào mọi người, để khoe chuyến ghe đầy nhóc lá thuốc. Bây giờ thì hết rồi, cánh tay bị nạn đã làm tê liệt hết 2 phần 3 hoạt động thường lệ của thầy và giờ đây một đe dọa khác sắp dùi thanh danh thầy vào quên lãng sắp đưa thầy vào cơn túng thiếu càng nghĩ thầy càng tức mà tại sao thằng cha y tá mắc dịch nào đó không kiếm được chỗ nào để làm ăn mà mò tới đây không có thằng giả dân ở đây vẫn cứ sống mạnh đùi đụi có ai đau yếu gì đã có thầy lo việc than thuốc thằng giả tới mang theo cả lối chữa bệnh mới mẻ đẩy ngôi vị vô thuốc của thầy xuống và còn đe dọa nồi cơm của thầy nữa tức thật thầy bảy chiêu một ngụm rượu đặt mạnh cái ly xuống mặt bàn đánh chắc lâu ngày mới thấy thầy bảy qua đây uống rượu làm ăn có khá không thầy thầy bảy không trả lời được bởi thầy mãi nhìn một người khách lạ đang xăm suối bước vô quán dân ở vùng này không có ai là thầy bảy không quen nhất định đây là người lạ chắc là thằng cha y tá tim thầy bảy đập mạnh máu dồn lên mặt nóng rần. Tiếng bà được nhanh nhỏ mời khách. À, thầy y tá, có là dè cho thầy rồi đây. Thầy y tá ngước nhìn bà được, cười cười. Từ hôm nay bà cho tôi leo cây chứ. Người cứ ngày ngật, uống chút là dè cho sẵn người lại. Bữa nay là dè lên tám chục lẫn ngang. Sao mắc quá vậy? Ừ, mắc quá trời, càng ngày càng lên giá. Nếu thầy uống rượu đế thì đỡ tiền biết mấy. Thầy y tá kéo cái ghế Ngồi cạnh thầy bảy Đổi giọng nghiêm trọng Bà không biết chứ rượu đế có hại lắm Nó có chất ăn côn Đốt cháy bao tử Làm nóng phổi Sinh nhiều bệnh không hay Uống bia có chất lúa mạch tốt lắm Thầy bảy hứa một tiếng trong cổ họng Thằng cha này ỷ tướng lắm Làm bộ hoài Mình uống rượu cả mấy chục năm nay Có ai chết hoặc bệnh tật gì đâu Khéo bày chuyện Ý mình có dài tiếng Tây U nên làm le. Thầy quay lưng giả đòi nhìn ra sông để không nhìn mặt thầy y tá. Bà quán biết không, hồi tôi còn học ở trường cán sự trên Sài Gòn đó. Tiệc tất niên, tụi bạn rót cho một ly rượu Mỹ, nóc vô dậy đau cả tháng mới mạnh, từ đó kinh luôn. Không dặn được, thầy bẫy đằng hắn giọng mai mỉa chen vô. Tôi uống rượu cả mấy chục năm nay, có sao đâu. Chú em còn trẻ, không rảnh phong thổ giờ ở đây ai không uống rượu thì đau chết luôn. như mấy con mũi rừng, giờ khí trời độc địa, với lại nam vô tửu như kỳ vô phong mà chú. làm trai không uống rượu như cây cờ không có gió. thầy y tá trố mắt nhìn giọng nói của ông già không quen này ngó bộ muốn gây sự thầy làm lơ như không nghe tiếp tục nâng ly bia uống một hơi dài bà được thấy vậy làm bộ lãng sang chuyện khác trời mấy bữa rầy coi bộ độc địa quá sức Mấy đứa nhỏ ở nhà cứ bần thần rã rưỡi Đau đầu cảm nóng Cái điệu này dâm cảm mạo thương hàng lắm Sương cà mau phải biết Úi bệnh thiên thời hơi đau mà lo Uống vài viên aspirin Nếu nặng quá thì uống trụ sinh hết ngay chứ gì Thời buổi này không như hồi xưa đâu Bà cái lá nấu nấu uống uống Chỉ bệnh thêm Bây giờ ý học tiến bộ Hừ, <laughs> 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 Tiến bộ Thầy y tá quay lại ngạc nhiên Dạ Tôi nói có chi sai mà bác không bằng lòng. Thầy Bảy không nhịn được nữa, thầy sẵn giọng. Chú em còn nhỏ, đừng có sách mé. Tôi già đầu rồi đây nè, làm thầy thuốc cho biết bao nhiêu người. Nội dân dụng này, một tay tôi chữa trị. Chú chỉ là người nhỏ, kinh nghiệm bao năm, giỏi ra, được học một ít thuốc men, về đây dở giọng thầy đời. Thầy y tá trố mắt nhìn thầy Bảy già, thầy bực bội khó chịu trong lòng. Câu nào của thầy Bảy cũng móc họng Chuyện là chuyện riêng của thầy chớ mắc mớ chi ai mà đưa miệng Nghĩ mình là người có ăn học Thầy đứng dậy tiến sang bàn thầy Bảy già Hằng giọng Thưa bác Tôi tự giới thiệu tôi là y tá Nãy giờ bác nghi ngờ lời nói của tôi Nhưng tôi nghĩ nghề nghiệp của tôi Đủ bảo đảm cho câu nói chứ Thầy Bảy già bật cười sằng sặc hả Tao cũng giới thiệu với chú Tao là thầy Bảy bắt mạch hốt thuốc cho xóm này hơn ba chục năm nay rồi. Chú ở đâu tới đây mà dở giọng khoát lát? Tôi nể bác là người lớn tuổi, với lại tôi có nói gì quá đâu. Chuyện thuốc men tôi nói theo sách dở. Xóm này suốt tháng nay cũng có kinh nghiệm về tài chữa bệnh của tôi mà. Ừ, mà thầy là thầy Bảy. Phải rồi, tôi nghe người ta đồn rằng, chỗ tôi ở trước kia là nhà của một người đàn bà nhờ tài hốt thuốc của thầy mà siêu thoát thầy bảy lặng người đi trong cơn giận dữ khủng khiếp gương mặt đỏ dì rượu bỗng tái xám lại hai môi mím chặt cánh tay còn lại hất mạnh cái ly rượu lăn lông lóc trên bàn bà được cuốn cuồng chạy lại chụp kịp cái ly vừa năn nỉ càng ngăn thôi tôi can hai người chuyện đang nói chơi sao làm ra như thiệt đồng nghề đồng nghiệp với nhau cả mà không nên vậy bà được kéo thầy y tá về chỗ cũ thầy bảy liếc nhìn cánh tay cụt của mình thầy muốn đứng dậy bạc tay cái thằng liếu láo nhưng sức thầy đâu còn bao năm hai chân run rẩy vì giận thầy thọc cánh tay còn lại vào túi áo kiếm mấy đồng bạc lẻ dứt lên bàn rồi ra bến sông dần dần lại tiếng bà được những người già trắng sao thầy bảy từ ngày bị thương đến rầy khó tính thằng thạnh đang ngồi do gạo ở cầu giáng bầu trời chiều chạng dạng với những đàn chim trao cánh trên bến sông tìm lối về nhà mãi lo chơi, Thạnh quên phước công việc nấu cơm nướng khô. Đến khi mặt trời lặn hẳn, tan cuộc chơi, Thạnh mới sực lo âu. Rổ gạo trên tay chao rửa nhanh dội dã. Rầm, Thạnh giật bắn người, chiếc rổ gạo xúc ra quay tròn trên mặt sông. Những lượng sông nhỏ đập ào tới xô đẩy. Thạnh giới tay, giới tay, rổ gạo đổ ập xuống. Những hạt gạo trắng lờ lờ lắm tắm trong lòng nước, rồi mất hẳn dấu tích chỉ còn dán nước cơm đục như sữa lan rộng và cây rổ dập dềnh thầy bảy già đã về thạnh không dám quay mặt lại <laughs> đồ phá của vô đây thạnh thầy bảy ào vô như một cơn lốc khi ném cho thạnh một cái nhìn hằn học đe dọa thạnh ngồi im trên cầu gián lưỡng lự trận đòn ngày hôm trước còn in lặng nhức nhối khắp người thạnh sợ đến độ run rẩy hai đầu gối có tiếng chén bát bàn ghế chạm nhau loãng xoảng bên trong. Thạnh! Dạ! Thành bước những bước, chậm thật chậm vào nhà. Chiếc đèn mù u soi vào gương mặt đỏ của thầy Bảy, tương phản với cái đầu bạc trắng. Mắt thầy Bảy long sòng sọc trong bóng vàng của đèn. Cánh tay cục đưa đưa và cánh tay áo phất phơ. Thành nghe xương sống lạnh giá và tay chân như nổi da gà. Mày định hại tao hả Thạnh? Hả? Dạ. Cho nhà cắn chủ, nuôi ông tay áo. Mày tư thông với thằng cha y tá làm dục tao hả? Ai dạy mày qua đó thắc mắc nhiều chuyện? Hả? Thạnh? Hả? Rầm, choảng. Bàn ghế, ly tách chạm nhau, rơi bể loạn soảng. Chưa bao giờ thầy Bảy cảm thấy tức giận như bây giờ. Máu nóng dộn ứ lên mặt, lên tay. Khúc rơi mây quơ ly lịa trong khoảng không dung dúc. Thầy Bảy có cảm tưởng có thể giết được thằng Thạnh tức thì. Thằng Thạnh nếp sát mình vào xó cửa, mặt tái lại trong cơn sợ thất thần. Chứ rồi mày dùng giúp trên tấm phên che, dục ngang cánh cửa. Tấm thiếp bươm ra dưới cái quốc giận dữ của thầy Bảy. Tao nuôi mày, mày phản tao hả? Tao giết người à, té ra mày quên mất ơn nghĩa. Thầy Bảy nghiến răng trèo trẹo Bữa nay một mày một tao, tao giết chết mày, thả xuống sông, tao giết mày. Giúp Làng rồi mây sưng dụ rứa máu trên cánh tay trận Do trời tuốt xót trong tiếng khóc Mắt thầy Bảy lòng lên Những đường gân trên cổ trên tay Những nếp nhăn đe dọa trên gương mặt già Trong bóng tối sáng của ngọn đèn dầu nhỏ Tạo nên hình ảnh ghê sợ nhất Thầy Bảy bước từng bước đến bên Thạnh Thạnh lùi dần, lùi dần Tao giết mày Tiếng chim cú rút rã ngoài sông Đôi mắt thầy bảy như đôi mắt chim cú quắt lên. Thạnh trung người, chợt nghĩ thầy bảy sẽ giết mình thật. Thạnh lùi dần ra sân, tiếng nước dỗ vào cầu chán. Tiếng những tàu lá dừa nước chạm nhau xào xạc. Ngoài bờ sông là dũng lầy bí mật đen sánh. Thạnh sợ quá quên cả đau, mắt chậm chậm vào cái bóng đen cao của thầy bảy. Cánh tay áo cục phơ phất. Thằng Thạnh liên tưởng thầy bảy như con quỷ nhập tràng. Giọng nói của thầy lè nhẹ Không thành tiếng Bỗng thầy bảy quơ rồi hét một tiếng Thạnh Thạnh cũng hét lên một tiếng kinh hoàng Rồi quay đầu bỏ chạy Hướng về con đường dẫn đến trường học Hình như thầy bảy cũng đuổi theo Thạnh sợ cắm đầu chạy không dám quay đầu lại Hai chân tựa như Bốn chân đập vào nhau Thạch té xuống đất Ngồi dậy đứng lên rồi chạy Trường học đứng im liềm với cây mù u thẳng tắp, và cột cờ đen sì thành biếu vào cái cổng đóng kín hình như tiếng chân đuổi theo đã đến gần thành cuốn cuồng chạy thẳng con đường với những hàng cây trà lạ quen thuộc thành chạy yên ổn hơn khi chui vào trong đám lá rừng hỗn độn đó những chùm trà lạ chính thoang thoảng mùi thơm làm thành tỉnh lại một chút hai bàn chân mỏi nhừ dừng lại để nhường cho nhịp tim đánh trong lòng ngực thành nghe tiếng tim mình đập liên hồi Thạnh ngồi trốn sau một góc trà lạ, nghe ngóng tiếng chân đuổi của thầy Bảy. Rượu làm thầy mất cả suy xét, thầy chạy băng băng theo cái bóng đã mờ cuốc trong bóng đêm. Ngang qua những góc trà lạ, ngang qua những cành lá cảnh sát cứa thịt, thầy Bảy mò mẫm trong bóng lá dày, miệng lãm nhảm chửi rủa tục tằng. Thằng Thạnh rạp sát người ở một góc cây, cứ tưởng tượng lúc bị thầy Bảy nắm được tóc, được tay là Thạnh rung lên, người thạnh mềm đi vì sợ. Nhiều lúc thành tưởng chừng như bước chân thầy bảy, đến gần sát và sắp sửa trong thay nó đến nơi. Thành cố hết sức ngồi im. Một chập sau, tiếng chửi mắng của thầy bảy nhỏ dần. Hình như thầy lạc lối trong khu rừng già lạ, dày bịch và cũng hình như thầy không còn tức để mà nói nữa. Bây giờ mà không kiếm đường về, thời còn đợi bao giờ. Thạnh nhớ tới má con bông, nhớ đến lời người y tá hồi chiều nhất định là thạnh sẽ không ở với thầy bảy nữa con người bạc ác như vậy đã làm cho thạnh sợ hãi đã đầy đọa thạnh khổ sở cực nhọc lại đòi giết nó nữa nhất định lần này thạnh phải đi không ai tha thiết với người mà mình ghê tởm thạnh sẽ xin làm việc và học tập với thầy y tá hoặc sống với gia đình con bông cũng chỗ quen biết dù sao cuộc sống như vậy ít nhất cũng sung sướng hơn ở với thầy bảy vừa đổi tính khu rừng đối với thằng thạnh quen thuộc như ở nhà nó biết và định được từng dũng lầy từng chỗ rừng thưa từng cái chà là hương ngọn chả mấy chốc thằng thạnh đã ra tới bìa rừng con đường mòn trắng mờ dẫn về nhà hoang vắng thạnh lắng tai nghe ngóng xem thầy bảy đã ra khỏi rừng chưa không một dấu hiệu nào đáng ngại thạnh dợm bước nhưng bỗng cứu tôi với cứu thành giật mình hướng đổ tay theo chiều gió tiếng kêu cứu của thầy bảy chết thành chợt nhớ chết thầy bảy đã rơi trúng vô máy dũng lầy ở mé rừng không do dự thành chạy phăng phăng về hướng tiếng kêu tiếng kêu mỗi lúc một gian rền trong tiếng gió xao động bóng đêm phủ kín cả đường đi giữa những cành lá chà lạ cao to ghe ngọn thành đồ chừng thầy bảy lọt xuống dũng lầy chỗ Thạnh và mấy đứa bạn hôm trước đến đó hái chà là. Dũng lầy này thông với lạch nước lên xuống của con sông lớn. Giờ này chắc nước bắt đầu lên, cây càng lúc càng thưa dần, đất ướt rượt dưới chân cho biết Thạnh đã đến gần chỗ lầy. Tiếng kêu cứu của thầy Bảy rõ mồn một. Cứu tôi với! Bỗng dưng Thạnh dừng lại ngập ngừng. Hay cứ để mặc xác thầy Bảy. Cứu thầy rồi thầy hành hạ Thạnh cho đến chết. Cứ kệ, làm như không biết gì hết thầy ở nhà ác quá mà cho thầy gặp khó trong phút chốc Thành thấy hả lòng tức giận oán hờn bấy lâu nay chất chứa Thành muốn quay trở về rồi ra sao thì ra nhưng hai chân vẫn dính chặt một chỗ cứu thầy rủi mình cũng mắc kẹt trong đó thì sao hay mình về nhà kêu hàng xóm nhưng giờ này họ ngủ kỹ đâu có ai dám ra đường tiên kiều của thầy bảy như mỏn hơi lần một tàu chà lạ khô rơi đánh bọp trước mắt thạnh thạnh ngồi bệt xuống đất chân tay run rẩy tàu lá dừa cỏ quẹt trong lòng tay thạnh hơi sương đổ xuống ướt lạnh ngực lưng áo tiếng kêu của thầy bảy chuyển thành tiếng rên rỉ từng chập một ánh vàng chối loạn lồng lên trai quả châu lạc loài và ánh sáng rực lên rừng chà là bóng lá chập choạng mơ hồ dũng lầy ở gần thạnh không ngờ thạnh đã trông thấy thầy bảy bùng đã lún đến tận ngực cánh tay độc nhất ngọ ngoại yếu ớt cố dớt cành lá dừa khô mọc dê cành gian dũng lầy mai đầu bạc lắm bùng bê bết như một làn chớp từ ký ức xa xăm thành nhớ lại đêm kinh hoàng qua sông mai đầu bạc ánh ướt dưới bóng vàng sáng của quả châu chiếc thuyền lật với cánh tay bị thương máu chảy chan hòa dáng dấp đó bây giờ với ngày trước y hệt có khác chăng cánh tay bị thương đã nằm yên đâu đó cách xa thầy bảy tiên rền rỉ gợi trong lòng thạnh dội vào trái tim nhỏ bé của thạnh một chút xót xa thương cảm thạnh nhớ lại lúc chiếc thuyền trôi phăng phăng thầy bảy đã để cho thạnh bơi một mình tìm sự sống còn thầy phó mặc cho số mệnh như vậy đâu phải thầy không thương thạnh thạnh nhớ lại những ngày đau sốt thầy bảy lom khom mấy đầu bạc trắng bên bếp lửa sắt thuốc thuốc đắng thầy mua mấy cây kẹo thèo lèo dỗ thạnh uống thuốc những buổi đi hái lá, những ngày được nhiều tiền, những buổi chợ lên ăn hủ tiếu, những năm dưỡng dục, thành ứa nước mắt, một trái quả châu khác nổ bùng lên, sáng chói, thành cuối xuống giá cành lá chà là khô, men đến chỗ thầy bảy, thành dứt cành dừa nằm ngang trên mặt lầy, bùn bắn tung tóe, thầy bảy bám lấy cành dừa, hồi sinh, nhưng đôi mắt nhập nhòe của thầy bảy không biết ai là kẻ đến cạnh mình, thầy cố hết sức la lớn, cô tội giới thành giác thêm một cành dừa khác thả lên trên cành chà lạ kia kinh nghiệm còn sót lại trong phần ốc mê quảng mịt mùng của thầy bảy là buông tay ngã người nhẹ nhẹ lên trên tấm thảm dừa chà là thành cố hết sức lôi hai cành lá vô bờ thầy bảy rướn người cho thân mình nằm ngang cánh tay còn lại làm thầy dây trở khó khăn xích trục lại mấy lần nhưng rồi cuối cùng hai bác cháu thạnh cũng dìu được lên bờ thầy bảy như muốn ngớt đi vì mệt thầy biếu lấy cánh tay cứu rỗi và ngạc nhiên khi nắm phải một bàn tay nhỏ bé thầy hỏi ai đó ai cứu tôi đó dạ thạnh bác về được không hay bác nằm trên cành dừa con kéo về thầy bảy ngạc nhiên tưởng mình nghe lầm thầy nhướng mắt anh quả châu lờ mờ soi rõ dáng quen thuộc thầy nhắm mắt thầy không muốn nghĩ ngợi gì nữa Thằng Thạnh dùng tàu lá khác Kéo thầy bảy Lần trở ra nó tìm được con đường mòn nên đi Dễ dàng hơn Được một khoảng thầy bảy gượng dậy Thầy bước thấp bước cao quàng tay qua vai Thạnh Gượng dậy Cả hai cùng bước Không nói một lời Chương 4 Buổi sáng Con sông trèm trèm phơi mình đục lờ Trong ánh hồng Gió mát lạnh đánh dạt những tảng mù sương vào sâu đám lá rừng thấp đằng nguồn những chiếc ghe câu, ghe hàng bắt đầu đông đúc xuôi dòng lên chợ, ra biển. Thạnh ngồi ở cầu chán, khoát nước rửa mặt, ra gạo bên cạnh đã do xong, nhỏ nước đục ngầu, cả người Thạnh như trẫm mình trong cơn mỏi rã rời. Sáng nay, Thạnh chỉ muốn ngủ luôn đến trưa không thèm dậy. Dường tiên trên khe khẽ của thầy Bảy đánh thức Thạnh nhanh chóng. Thạnh nhớ lại từng chuyện, từng chuyện, hồi hôm, nhưng chỉ cách có dăm tiếng đồng hồ mà Thành tưởng chừng như chuyện xảy ra lâu lắm rồi chỉ có trong quần áo ướt đẫm đầy bùn nằm gọn trong chiếc giỏ đằng góc nhà là sóng động có thật thầy bảy sốt mê mang suốt đêm chắc thầy bị cảm nước vừa uống rượu vừa bị lạnh bị gió không chết là may thành đốt lửa nấu nước gừng rồi ra ngoài do gạo nấu cháo ê thành đi học sời ơi con trai mà bây giờ mới mở mắt con bông chễm chệ trước mũi ghe, miệng bay bãi. Mẹ con bông lặng lẽ chèo cười mỉm chi. Má, để con hỏi con đi học với thằng Thạnh luôn má. Mẹ con bông cho ghe sát vô cầu gián, con bông phóc lên gọn gàng. Liệu liệu cho trẻ học đó nghe, sao không thấy cháu qua nhà chơi hả Thạnh? Thạnh ấp uống. Dạ, dạ bị, bị thầy bảy không cho đó mà má. Mẹ con bông cười hiền. Chú Nhật đây, qua nhà bác chơi ngang có cúng ông nội con bông đó cháu qua cho vui ngang dạ khi mẹ con bông đẩy ghe ra xa con bông nhìn rủ gạo của thằng thạnh la lối trời ơi giờ này mà thạnh chưa nấu cháo sao đi học cho kịp cô giáo đánh chết thằng thạnh lắc đầu chắc sáng nay thạnh không đi học được quá thầy bẫy đau bông lên xin phép giùm tôi đi con bông lầm bầm ổng đau thấy tía ổng thấy phát ghét trời Hôm trước thấy ông đánh Thạnh bông bắt ghê Mọi ngày nghe như vậy là Thạnh oán thầy bảy vô kể Còn về hùa trách cứ thầy Nhưng hôm nay Thạnh thấy mình là lạ Nó bân quân nhìn ra sông nói một mình Cũng không can chi Còn bông nhắc lại Nghỉ học thiệt hen Mai có đi không Để cô hỏi biết mà thưa Mai đi chứ Thôi bông đi đi cho trễ Còn bông dậm bước dài bước Rồi bỗng quay trở lại nói nhỏ với Thạnh Thành biết gì không? Chiều hôm qua, thầy Bảy qua quán bà được uống rượu, rồi thầy cãi lộn với thầy y tá. Nghe nói là ganh nhau nghề nghiệp gì đó, thầy Bảy quẳng cả ly rượu, bắt ghê. Thành ầm ừ, thiệt hả? Đừng mét lại nghe, thầy Bảy thầy giết bông đó. Thôi, bông đi học nghe. Thành đứng nhìn theo bóng con bông ôm cặp sách, tiến về phía cây mù u thẳng cao. Khi con bông đã đi khuất, sau bụi dừa nước, Thành xách trá gạo vô nhà, Thầy Bảy đã thức dậy Thầy ráng nhõm lên ra sau rửa mặt Nhưng không nổi Rượu giết cả dị giác của thầy Miệng đắng ngắt Đầu nhức như búa bổ Sương sống lạnh lạnh Thầy lẩm nhẩm trong cổ họng Đâu rồi Thầy giật người xuống bộ giang ấm Hồi tưởng lại những chuyện vừa qua Trong trí nhớ lộn xộn của thầy Thầy không bỏ sót một chi tiết nào Nếu không có thằng Thạnh Chắc xác thầy Dùi xuống dũng lầy vô đáy trong cánh rừng trà lạ u tịch kia thầy lại nhớ lần trôi hoảng trên sông thằng thạnh cũng không nỡ bỏ thầy mà còn quay lại kiếm cách cứu thầy thầy ngẫm nghĩ rồi ra nó cũng có tình lòng thầy dịu dịu có tiếng thổi lửa phì phò thầy hơi nhón đầu nhìn về phía bếp thằng thạnh úp sát đầu xuống cái bếp thổi lửa bắt cháo mùi gừng cay bay lan nồng nồng dễ chịu nắng buổi sáng in một vệt dài lên cái lưng nhỏ của thằng bé bất giác thầy bảy nghe lòng mình rưng rưng thầy nhắm mắt để lại ngăn một hạt bụi cay bác bảy dậy uống chút nước gừng đi bác thầy bảy mở mắt chén nước gừng xanh nồng thằng thạnh đặt chén lên bộ chán vòng tay qua đầu thầy bảy đỡ thầy dậy sao sáng rồi mà cháu chưa chịu đi học trễ rồi giọng thầy bảy êm dịu Giọng nói này thằng Thạnh mới được nghe lần đầu, Thạnh cảm động, nó không biết nói sao, chỉ trả lời: "Dạ, bị bác đau. Sáng nay cháu nghỉ, nhờ con bông xin phép rồi. Bác uống nước gừng rồi cháu lấy chút muối ăn cháo." Thầy Bảy uống một hơi cạn chén gừng, một giọt nước mắt ứa ra trên mắt thầy. Khi thầy nhớ lại những lúc đối xử tệ bạc với Thạnh, thằng Thạnh ngơ ngác nhìn, thầy nằm xuống, giả vờ lẩm bẩm gừng cay quá thầy bảy quay đầu vô trong vách thằng thạnh lấy chiếc mệnh đơn đắp ngang ngực thầy nó rón rén ra ngoài sân nắng rợp nồng ấm khắp nơi tiếng chim chị dôi kêu ríu rít trên cành cây mãn cầu xiêm sai lá trời xanh ngắt dài đám mây phất phơ dịu dàng thạnh nhìn sang bờ bên kia sông thạnh tự nhiên thấy mình chẳng có cái gì phải luyến tiếc bờ bên đó cái cầu chán trên dên bụi dừa nước cái sân khô, mai nhà thấp, tất cả quen thuộc, dịu dàng, tất cả như có gió một cái gì mới lạ, một cái gì trong sáng. Ngày mai Thạnh sẽ đi học trở lại, nhớ đến trường, Thạnh lẩm bẩm. Không biết, còn bông có xin phép cô giáo cho mình nghỉ một buổi hôm đây. quý thính giả thân mến vừa rồi quý vị đã nghe xong bộ truyện người dân khác họ của nhà văn kim hài một câu chuyện rất là cảm động đúng không ạ à? không biết là quý vị cảm nhận như thế nào về truyện vừa rồi hãy để lại bình luận bên dưới để trinh cũng như là những thính giả khác và tác giả được biết với nhá còn đến đây thì trinh xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện tiếp theo nếu quý vị yêu thích kênh của trinh quý vị đừng quên like share và subscribe cho kênh của trinh quý vị nhá xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào những video tiếp theo